Fashion of Model, mang những cái giá trị lớn và khẳng định hình ảnh của những người mẫu Việt Nam, không có thua kém tất cả những cái sự chuyên nghiệp của các người mẫu thế giới. Và những nhà thiết kế thời trang Việt Nam, những người đang làm thời trang Việt Nam, những nhà quay phim, những người chụp ảnh thời trang Việt Nam và những người sản xuất thời trang Việt Nam cũng không hề thua kém tất cả những người sản xuất thời trang nổi đình nổi đám trên thế giới. Bởi vì thực ra người Việt Nam cũng rất là giỏi, phải không ạ? Nhưng làm sao để chúng tôi có thể thể hiện được điều đó? Tôi tạo ra một hành trình The New Generation of Model, và tôi tham lam là tôi rủ hai người bạn đồng hành. Team Kính Cận là team nổi tiếng nhất trong tất cả những dự án thời trang tại Việt Nam. Và team Trần Phim là một cái team gọi là chọn lựa hàng đầu trong tất cả những cái hình ảnh quay quảng cáo, quay nghệ thuật hoặc tất cả những show diễn thời trang lớn ở Việt Nam cũng như những sự kiện lớn. Cái thời điểm mà khi tôi nghĩ ra cho đến khi mà tôi thực hiện thì tôi bị lỡ một cái nhịp, là tôi bỏ lỡ cái nhịp lá vàng của mùa thu. Thì sau đó thì tôi nghĩ là hết lá vàng mùa thu, chỉ có cái cảnh tuyết thôi. Và hành trình đầu tiên của tôi sẽ là Hàn Quốc. Khi nghe người bạn cùng nghề với mình, đó chính là đại diện từ phía Trần Phim là bạn Vương, nói rằng là sẽ tạo ra được những cái giá trị và những cái hình ảnh cũng như thước phim là lần đầu tiên tại Việt Nam, thì lúc đó thật sự là mình rất là áp lực. Chính vì vậy một khoảng thời gian mà từ tháng 11 cho đến khi mà thực hiện dự án nó không quá nhiều, nhưng nhìn lại thì tập thể đã làm được một cái gọi là một chút kỳ tích nhỏ về ngành thời trang Việt Nam, đó chính là cái dấu ấn về cái hành trình của mình, mang đến những giá trị hình ảnh về show diễn trên tuyết đầu tiên của người Việt. Thật sự thì Nhã chỉ là một người diễn viên, và đây là lần đầu tiên Nhã bước lên sàn catwalk. Nhưng mà may mắn của Nhã chính là được bước lên một sàn catwalk ở một cái xứ sở mà rất là nhiều người mơ ước. Thì chúng tôi kết hợp lại với nhau để mong muốn rằng tạo ra một cái giá trị gì đó. Cái ấn tượng trong đầu tôi là những cái show ở bãi biển hoặc ở trong rừng của những cái thương hiệu lớn trên tầm cỡ quốc tế, thì tôi rất là mong tôi cũng được làm một cái tuần lễ nào đó hoặc một cái show nào đó ở trong một cái cảnh gọi là hùng vĩ và thật là đẹp, và có nghĩa là xem xong là mình cứ nổi hết gai ốc lên, mình nổi da gà bởi vì nó đẹp quá, nó thiêng liêng quá, nó hùng vĩ quá. Tôi chọn đảo Nami, bản tình ca mùa đông. Dạ, con tên là Vũ Ngọc Trọng Phương, năm nay con 13 tuổi. Con rất là thích lạnh nên khi được đi đến Hàn Quốc con cảm thấy khá là vui với thời tiết âm 7 độ. Ở Việt Nam thì con có chuẩn bị sẵn đồ ấm. Ngay khi mà đề xuất ra với cái ý tưởng đó là trên tuyết và bắt buộc cái yếu tố là phải có tuyết, thì cái Ngận nghĩ là nó cái điều nó không phải thử thách với mình mà nó phải thử thách với cả tập thể về thiên thời địa lợi và nhân hòa nữa, thì mang một cái tâm trạng rất là hào hứng từ giai đoạn đầu và nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng tạo ra được những cái giá trị rất là khác biệt. Và lần này trở lại Hàn Quốc thì trong đầu của Nhã luôn tưởng tượng là tuyết sẽ phủ rất là dày và lúc mà mọi người catwalk thì tuyết sẽ rơi và không khí rất là lãng mạn và mọi người diện những bộ đồ với thần thái rất là xuất sắc. Thank you.
đó đến thì thời tiết ở Seoul rất là lạnh, và cái niềm tin về tuyết nó vẫn còn trong đầu của mình. Trên cái chiếc phà đi thôi, hai bên là chúng ta đã thấy băng, buổi sáng cũng thấy đẹp. Và mình thật sự chưa bao giờ đặt chân trên cái hòn đảo đó. Mình nghĩ ok, nơi đó là sẽ là một cái vùng tuyết đẹp, một cái không gian chúng ta sẽ thấy wow. Và đến khi qua đảo đi lên trên cái ngay cái công viên và ngay cái bản tình ca mùa đông thì hoàn toàn trơ trọi, cây thì rụng lá và đất nó trở nên trắng toát, nó không có một còn một cái chút tuyết nào ở trong đó cả. Mặc dù trước đó kiến cận rất là kỹ lưỡng và ekip cũng rất là kỹ lưỡng là họp và kết nối trực tiếp với bên phía đại diện tại Hàn Quốc coi check cho mình coi là ở đảo đó nó vẫn còn tuyết hay không, thì mọi người vẫn thông tin rằng là à chắc chắn là có tuyết ở đó. Họ nói là ngày mai diễn ở đây, nhưng mà diễn rồi họ không lóc nữa rồi sao mình diễn qua sao mình diễn qua anh em vậy rồi không biết tao làm nữa. Đến đảo Nami thì tất cả mọi thứ hoàn toàn ngược lại, đặt chân lên đất cũng chưa thấy tuyết, anh em đi thêm 50m cũng chưa thấy tuyết, đi thêm 200m cũng chưa thấy tuyết. Mọi người ngỡ ngàng, các cháu thì đi mệt, nhà tất cả anh em trong đoàn có người thì cầm rất nhiều thiết bị để đi theo để quay được cái những khúc phim, mọi người đều được khát vọng. Thật sự hụt hẫng và bàng hoàng vô cùng luôn. Vì tất cả cái đặc đề của mình từ trong cái ý tưởng, từ trong concept là tuyết trắng xóa trong cái concept lần này. Nhưng mà khi đến đảo Naomi thì mình thấy thời tiết rất là lạnh, nhưng mà tuyết đã tan hết rồi. Bây giờ thấy những cái đốm tuyết nó thành dũng nước rồi mọi người thu gom lại. Một cảnh nó hơi, lúc đó mình có nói một cái câu nó hơi nặng với ekip, đó chính là nếu mà mình quyết định chọn cái địa điểm ở đây mà chụp cho cái concept của mình lần này thì mình sẽ thất bại hoàn toàn. Nó sẽ không vô đỡ với các sân nha, không vô đỡ như là quay không được luôn, sâu không quay được. Thì đó là một cái điều mà giống như chúng tôi hụt hẫng, bởi vì ba anh em nói rằng là chúng ta phải làm những cái thước phim thời trang chưa bao giờ có ở Việt Nam. Và cái hình dung câu chuyện, những cái bộ trang phục được nhà thiết kế Tommy Lee thiết kế là để chụp trên tuyết, chứ nó không phải là chụp ở một cái hàng cây trơ trọi như vậy. Tuyết đã tan, cây rất là sơ sát và không có một cái nơi, một cái sàn diễn để cho tất cả các bạn có thể đi catwalk. Tất cả các thế hệ người mẫu đều rất là hoang mang về cái chuyện là rồi mình sẽ diễn ở đâu. Phương, Trần Phim và Kiến Cận là hai bạn người nói chúng ta phải tìm cách nào đó. Lật lên bản đồ, bật lên Google, lên coi khí hậu tại Nam Hàn, chỗ nào có tuyết, lên coi địa điểm, bắt buộc chúng ta phải tới. Cả mọi người lại có những cái buổi họp rất là căng thẳng với nhau để tìm ra cái giải pháp. Mà mọi người thử tưởng tượng đi, vì việc mà di chuyển hàng trăm con người trong ekip, từ người mẫu đến make up tới tổ quay phim tới take care tất cả các bạn, thì di chuyển đi đến một địa điểm khác trong một cái lịch trình nó rất là cận kề như vậy là một thử thách. Và Kiến Ngận cũng như Vương lúc đó và ekip quay phim phải tìm một phương án thôi. Hai anh em mới đi lang thang dạo khắp Naomi để tìm bối cảnh, vì lúc đó không còn phương án nào khác, là chuyện mà di dời đi một cái địa điểm đó, nó vô cùng cực kỳ khó khăn. Mình có thể nghĩ là mình bị quá eo hẹp thời gian, phải cách mình quay chụp trên tuyết. Và khi chúng tôi làm việc chung với người địa phương thì họ đều có những cái câu là ủi nó xa quá, nó không có an toàn cho chúng ta, khu vực này chúng tôi không biết tới, nó không biết như thế nào. Thì tất cả tiêu cực, tất cả mọi thứ nó không thuộc về của chúng tôi. Đây nó cũng có máy của sân trường kết nhân tạo này. Chúng ta thấy là thứ nhất là về thời tiết khó khăn không nói, trẻ con, thế hệ người mẫu, rất là nhiều đối tượng, rồi phụ huynh và đông ekip. Và việc di chuyển như vậy cực kỳ tốn kém và lịch trình cực kỳ tốn kém. Nên lúc đầu mọi người vẫn giữ cái ý tưởng rằng là thực hiện bộ ảnh hay là quay những cái thước phim thời trang tại cái đảo mà chỉ có cây khô thôi, không có tuyết. Thì lúc đó cảm giác cái ngẩn hụt hẳn và rơi cái cảm giác là từ háo hức đó, nó xuống gọi là cái cảm giác bị trông trền luôn á. Kiến Cận và bên Vương của bên Trần Phim, các anh em mong muốn là có một cái điểm khác phải có tuyết. Nhưng tôi lại là một người dẫn đoàn của rất là nhiều những em bé. Và bản thân là chúng tôi khi mà
quyết định chọn một địa điểm khác, đó là một cái sự mạo hiểm. Nói với chị Xuân Lan về ekip lúc đó là nếu mà chị chọn cái địa điểm này thì em thấy cái lời khẳng định của chúng ta trong cái buổi họp báo là tạo ra giá trị khác biệt và đầu tiên chưa từng có ở Việt Nam là một cái lời hứa suông, và tất cả những giá trị mà chúng ta làm nó trở thành zero hết. Như anh trên đường đi nhà mình có một cái con đùi tuyết nhân tạo ấy, đó không chụp được anh. Cái đó là băng răng mà cái đó còn thua làm xe ở Sài Gòn mà cả đoàn lặn lội đi qua đây rồi, mà cách ngày hôm qua khi chị học còn bảo tôi là học được thì cô nghe phải cực kỳ căng thẳng. Cái quyết liệt của hai bạn để cho Xuân Lan cũng như tôi để quyết định là làm gì làm, chúng tôi phải đi tìm tiếp. Dạ, con tên là Đặng Trần Phương Phi, năm nay con 10 tuổi. Dạ, tuy là con đã được đi nước ngoài rất là nhiều như là Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, nhưng chỉ là đi du lịch. Lần thứ hai trở lại Hàn Quốc với vị trí là model, con cảm thấy rất là mới lạ. Và trước ngày đi, con cảm thấy rất là hồi hộp và rất là vui khi mà mình chuẩn bị được đi diễn ở một quốc gia khác. Con mơ thấy mình là Elsa và được mặc một bộ đồ rất là đẹp, đang đứng giữa cánh đồng tuyết trắng xóa. Lúc đó cảnh vật xung quanh rất là đẹp và con rất là thích. Xin chào, mình là Phạm Hùng Anh, năm nay mình 11 tuổi. Cảm nghĩ của Hùng Anh bây giờ là rất là vui vì Hùng Anh có thể được ngắm tuyết. Con nghĩ là con sẽ mơ được một giấc mơ tuyết trắng. Vì ngay cả các con trước chuyến đi cũng mơ về những giấc mơ tuyết trắng, rồi hay cả là những người đồng hành đều mơ được một lần đầu tiên chạm tay vào tuyết, thì cái điều mà kiến cận đấu danh nó không phải là cho cá nhân của sự sáng tạo mình nữa, mà nó còn là một cái nguồn cảm hứng, là một cái dấu ấn rất là tuyệt vời nếu như tất cả chúng ta đều thực hiện được nó. Các anh bên ban tổ chức về tổ chức tour thì các anh có những cái lý do rất là chính đáng của các anh về độ an toàn, về sự di chuyển, về thời gian, về timeline mình không có nhiều. Nhưng mà bằng cái tinh thần mà quyết liệt nhất, Kiến Cận gọi điện cho những người ở địa phương nhờ check giùm coi là khu vực này có cái địa điểm nào mà có thể tổ chức được mà có tuyết trắng xóa. Có một địa điểm nhưng mà nó cách tới tận 4 tiếng ngồi xe. Thì bây giờ mọi người đang sketch đi tìm một cái chỗ nào đó còn tuyết. Thì đang có tìm được là cái giang te gì đó, nhưng mà cách đây tới 100 cây thì bây giờ hỏi có di chuyển được lên trên đấy để chụp kịp không. Lúc đó thì về ekip hình ảnh và phim thì rất là quyết liệt, nghĩ rằng là phải đi. Nhưng mà chị Xuân Lan là người mà chịu trách nhiệm về lịch trình, về rất là nhiều cái khâu tổ chức và sản xuất. Lúc đó là 11 giờ trưa ở từ Nam Y, chúng tôi quyết định quay ngược trở lại lên phà và yêu cầu cái đoàn là phải bên Boeing Travel phải tổ chức một cái xe lớn để cho toàn bộ ekip, đạo diễn và tất cả những người mẫu lớn đã có mặt để chụp hình trang điểm cùng lên xe để đi qua một cái điểm. Ekip phải quyết định rằng là sẽ thực hiện gói ghém đồ ăn mang lên xe, ăn những thức ăn nhanh luôn, cách 4 tiếng ngồi xe, vượt qua cung đường rất là khó khăn, đèo dốc mà không có tuyết một cái nữa, lúc đó mình là tội đồ quá. Và chúng tôi vừa đi vừa cầu mong rằng chúng tôi sẽ tìm được một cái nơi nào đó nó xứng đáng với lại cái sự mong mỏi. Ngồi trên xe 4 tiếng đồng hồ, cứ nhìn ra bên ngoài, cứ lâu lâu thấy đường chút tiết, lâu lâu thấy khô, nó đem cho mình hy vọng, xong rồi mất hy vọng. Khi mà cái đoạn hành trình đi khoảng 1 tiếng mấy, 2 tiếng thôi, thấy nó vẫn còn đồi trọc, vẫn còn những cây khô ven đường, cái niềm tin nó mọi người ngủ thì Kiến Cận vẫn cố gắng thỉnh thoảng kéo cái màn ra và xem hai bên đường. Và khi chúng tôi đã bắt đầu lên một cái chân đồi và tôi nhìn lên bắt đầu hàng tuyết trắng,
ở phía xa xa những cái đốm trắng trên những cái ngọn đồi. Ồ, cái Ngận khiều những đồng đội của mình ở bên cạnh. Có tuyết rồi, có tuyết rồi. Lúc này thì cảm giác rất là hứng khởi. Tuyết nó là những cái mảng bám lại trên nhánh cây thôi, trên những cái cung đường cũ thôi. Dần dần xe lao càng nhanh lên thì đến những khu vực càng cao và độ cao càng lạnh thì bắt đầu tuyết phủ trắng càng nhiều hơn. Ồ, cả ekip lúc này rất là hạnh phúc, từ ekip quay phim, chị Xuân Lan, tổ đạo diễn, ngay cả những bác tài luôn. Thì mọi người bắt đầu vỡ òa. Ở đây đẹp nè, ở đây có tuyết rồi nè. Mọi người ơi, ở đây có tuyết rồi nè. Ê, chỗ kia đẹp kìa, chỗ kia có thể dừng lại làm được kìa. Nhưng mà đó là trên cao tốc, chúng tôi không dừng được. Nhưng cảm xúc đó càng ngày càng vỡ ra, càng vỡ ra. Và tất cả những cảm xúc lúc đầu của Nhã nó quay ngược về thông qua cái ô kính của xe ô tô. Tuyết dày và trắng xóa hết tất cả những cái vùng và tất cả các cây cối đều phủ tuyết. Và giấc mơ của tất cả các bạn người mẫu, ekip và chị Xuân Lan sản xuất đã trở về. Và mọi người trái tim lạnh lúc đầu nó trở nên ấm hơn khi mà tuyết lại xuất hiện. Trời ơi, ai tìm được chỗ. Cho đến khi mà dừng xe lại ở một cái nơi mà tuyết phủ trắng xóa giống như trong trí tưởng tượng của mình, lúc này cái niềm hạnh phúc nó chực trào ra, giống như là muốn rớt nước mắt luôn. Ôm những đồng đội của mình, reo hò rồi rất là vui. Cảm xúc mọi người, wow, mọi người mừng. Tuyết kìa, tại vì có nhiều bạn khác, nhiều những người mẫu có nhiều lần đầu tiên mới thấy tuyết. Sự nó là một cái gì đó, nó một cái giấc mơ. Chúng tôi không phải chỉ là một cái thời trang bình thường, chúng tôi có đem luôn cả giấc mơ cho các cháu. Và khi chúng tôi tới thì rất may mắn, một không gian, một khu vực mọc công viên, tuyết rơi dày và có những cái bối cảnh quá là tuyệt vời. Có tuyết rất là mừng, mừng lắm. Nhưng mà trong cái mừng là thật sự có một cái sự gian nan. Đã quá. Cảm ơn team Trần Phi Miết Kỹ Cận nha, đấu tranh tư tưởng. Tại vì đảo Nam Mi hết tuyết rồi, nên để săn ẩm thì không có. Mà lên đây đúng thiệt luôn là quá nhiều tuyết. Đẹp thiệt, đúng mong muốn. Hiện tại ở đây là thời tiết ở đây rất là khắc nghiệt. Hiện giờ là âm 6 độ C. Và ekip đang hoạt động trong thời tiết khắc nghiệt và cái địa hình di chuyển của mọi người rất là xa, phải leo núi. Nên thật sự show kỳ này mình cảm thấy rất là thương các bạn model và anh em ekip. Và hy vọng là sẽ ra được những thước phim đáng được mong đợi. Tay có luôn. Khi mà chạm đến tuyết rồi á thì mình bắt đầu lao vào, ekip lao vào để làm quên cả cái việc mà chúng tôi không có trang bị những cái đồ chống lạnh theo kiểu chuyên biệt ở dưới tuyết luôn. Cái niềm vui chưa tới thì phải đối diện ông cái chuyện là khi chúng tôi mặc những cái đồ giữ nhiệt, nó một miếng dán giữ nhiệt nó chỉ chắc tác dụng trong vòng 1 tiếng 2 tiếng à, mà phải rất là nhiều miếng dán, hoặc là cứ 2-3 tiếng sau thì phải đổi. Thì chúng tôi đã lên cái hành trình đi 4 tiếng trên xe là miếng dán giữ nhiệt đã không còn tác dụng nữa rồi. Và đi ra ngoài trời ở một cái chỗ Nam Mi nó còn ấm áp chút, ở resort hoặc là ở chỗ nào đó có mở máy sưởi, công viên thì có cái những cái đám giống như là cái kiểu người ta đốt củi thành nhóm để cho chúng tôi có thể sưởi ở đó. Nhưng mà ở trên một cái trang trại, ở trên một cái đồi toàn là tuyết thì chúng tôi không có cái phương tiện gọi là sưởi cả. Quá lạnh, rất là phải cố gắng thôi. Không khí rất là lạnh và mình diện những bộ đồ ấm thì rất là tuyệt vời. Nhưng nó chỉ tuyệt vời khi mọi người đi tham quan và mọi người chỉ ở đó tầm 15 đến 20 phút và mọi người đi tìm một cái nơi ấm hơn để mọi người sưởi ấm và mọi người tiếp tục đi ra ngoài vui chơi, chụp ảnh và khi nào lạnh thì chạy vào. Nhưng đối với cái việc mà mọi người đứng ở trên tuyết và ở ngoài cái không khí lạnh âm 6 đến 7 độ như vậy á, trên 1 giờ đồng hồ, trên 60 phút thì mọi thứ nó hoàn toàn khác. Xa, cảm nhận xa anh. Và khi bắt đầu vào, tôi là cái người trải nghiệm đầu tiên để chụp ảnh, để tạo ra, để tìm ra thử cái mood của bên team. Thì khi mà tôi bỏ cái áo khoác ngoài ra để mặc cái áo ở trong để chụp hình thì bắt đầu cơn lạnh nó thấm tới và mọi người biết là tất cả những cái cảm giác của cái bàn tay của mình cho vào tủ nước đá nó đông cứng lại, hai cái lỗ tai cứng và cái mặt bắt đầu tê cứng, nó đông lại hết và cái tay trở nên tím tái. Và tôi nhớ là cái bàn tay của tôi nó đỏ bầm hết, nó đỏ bầm hết và nó tôi không co tay được, chân cũng không thể nhúc nhích được luôn. Nhưng đầu tiên thì mình rất là sợ, rất là lạnh.
cho đến khi tôi nhớ rằng có một bạn Kiều Thu Quyên ở Hà Nội, khi con ra con chụp thì hai hàm răng con bắn lại và con tím tái, con rung bần bật và con hoàn toàn con suy sụp. Cố lên, giỏi. Mấy đứa đi lần này đi xong rồi trải nghiệm nhiều thứ ha. Cố lên, giữ sức khỏe còn ngày mai ngày mốt. Cố lên, chà hai cái tay vào nhau đi con. Cấu vào trong áo, chà chà hai tay vào nhau cho nó ấm. Dưới cái trời lạnh 58 độ, kể cả người mẫu Thùy Trang là một người đã rất là giỏi trong cái việc chinh chiến ở các cái show diễn, ở các cái đất nước mà gọi là cái mùa đông nó rất là mạnh, thì Thùy Trang vẫn không chịu nổi, hai hàm răng đánh vào cặp và bạn rất là run, và bản thân lúc đó thì chúng tôi cũng quên hết. Tôi thấy là Kiến Cận là cái quần đông đá hết. Cái quần jean mà bạn mặc nó đã thấm nước và nó đã đông thành tuyết và không gỡ tuyết ra được luôn, nó đông đá luôn. Bên team Trần Phim cũng phải các anh em chạy lên chạy xuống. Ngày đầu tiên thì đứng từ lúc mà 3 giờ chiều cho đến 6, 7 giờ tối dùi mình trong tuyết, rồi tất cả ekip quay phim làm việc phải tranh thủ với ánh hoàng hôn lúc đó. Và người mẫu thì rất là lạnh, vì các bạn cũng lần đầu tiên các bạn mặc đồ kiểu thời trang và vùi mình trong tuyết để tạo những cái dáng, tạo những concept rất là quyết liệt lúc đó. Thì bắt đầu ngày hôm sau là phải đưa tiếp tục những bạn model nhí đến cái cung đường đó và thực hiện những hình ảnh của mình. Để cho. Cuối cùng thì cũng xong cái buổi đầu tiên. Đáng lẽ hôm nay là cái ngày mình bị fail á, nhưng mà may là team Vinh Vương, Vinh Trần Phiên với Kiến Cận là đề xuất là mình đi, thật cứ đi thử, đi khảo sát. Nhưng mà may là mình tìm một chỗ thiệt là đẹp, nhưng mà phải rút kinh nghiệm là ngày mai cái hành trình của tụi nhỏ là phải được bảo đảm tuyệt đối. Lạnh lắm, nói chuyện không được, mọi người mở môi rồi không vượt luôn. Xin chào, mình là Ngọc Thuận, mình là người mẫu chính thức của The New Generation of Model. Đây là lần thứ nhất con đi Hàn Quốc, con cảm giác là Hàn Quốc rất là lạnh. Đây là lần đầu tiên khi đang đi Hàn Quốc. Lúc ở Việt Nam rất lo lắng vì thời tiết ở Hàn Quốc rất lạnh. Giờ sự khác biệt lớn nhất mà con thấy được đó là khí hậu. Lần đầu tiên con được diễn trong thời tiết âm 8 độ giữa một cánh đồng tuyết trắng xóa. Lạnh, kiểu ở Sài Gòn quen với thời tiết nóng rồi mà qua với một đất nước rất lạnh thì con cảm thấy điều đó hơi khó khăn. Giờ có lúc con có bị lạnh vì gió lạnh. Lúc đó con rất là lo sợ, răng con run cầm cập. Nhưng mà là một model chuyên nghiệp thì con phải giấu đi cái lạnh. Dạ quá là lạnh luôn. Con là lạnh hả? À? Sao con giỏi quá vậy? Con đi được nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Dạ. Cố gắng hả? Thi sinh về nghệ thuật đúng không? Lạnh bút vào tới xương. Và khi mà có những cái bé model lạnh đến mức mà mấy bé phải khóc mà giọt nước mắt chưa kịp rơi á thì nó đã đóng băng lại rồi. Trong thời gian chụp phình, trong thời gian mà để làm được những cái hình ảnh này, chúng tôi cũng tranh thủ nhau che ấm cho các cháu. Có các cháu đi trong tuyết không được, chúng tôi phải bới ẩm, nhiều khi phải chạy. Có nhiều lúc là vừa cắt xong là mọi người ôm vô này, lấy cái hơi ấm của mình để truyền với nhau cái tình thương, cái tình ấm lòng cho mọi người, để các cháu có thể chụp những tấm hình đẹp. Và phải ghi nhận là các cháu quá kiên cường, các cháu quá chuyên nghiệp. Những em bé nhỏ chụp hình như vậy, chụp thì diễn rất đẹp nhưng mà buông ra là khóc, tại vì lạnh quá không chịu được. Và cho dù mẹ chạy lại ôm chùm tay sưởi ấm hoặc là dán giữ nhiệt hay là cỡ gì thì các con cũng không chịu nổi cái lạnh, và các con không chịu nổi, các con chỉ biết khóc thôi. Thì những cái ôm đó, những cái câu chuyện là ôm các con để chạy lên xe, để sưởi ấm, để chùm lại, để sấy nóng người cho các con, thì nó vẫn là những cái câu chuyện mà đó là những hình ảnh làm cho chúng tôi bị ám ảnh về cái giống như cái sự áy náy là các con đã phải trải qua những cái câu chuyện thời tiết quá khắc nghiệt đi.
giờ chú Ngọc hỏi là mình có vô mình chụp tiếp được nữa không hay là bây giờ phải đi ra xe về? Dạ. Bây giờ tiếp. Cuối cùng là sau khi các con ăn, các con uống sữa, các con sữa ấm thì các con là người cho con mặc thêm bộ thứ hai. Cố lên nha. Tới tới. Tại vì con biết là bây giờ mà con không chụp thì mọi người sẽ bị ảnh hưởng công việc. Và từ những em bé nhỏ xíu cho tới lớn, ai cũng là một cái người mẫu chuyên nghiệp nhất. Và tôi rất là tự hào về cái sự chuyên nghiệp của các bạn. Con mong muốn có những shot hình đẹp ở tại Hàn Quốc. Thấy rằng là đúng là quá sức với các bạn nhí. Chị Xuân Lan đang quay được shot đầu tiên ở một cái bối cảnh rất là đẹp. Thì chị cho tất cả đều lên xe và dừng lại, đột ngột dừng lại. Mời ông chị ơi, chị lạnh không? Có lạnh nhưng mà đang sốt ruột, mấy đứa nhỏ nó lạnh hơn. Lúc đó Kiên Ngân cũng không hiểu gì, cho đến khi nhìn lại thì chia sẻ thì chỉ nói đúng, có nghĩa là cái sức chịu của chúng ta nó khác với các bạn nhỏ. Thì ekip mới di dời đến những cái địa điểm cho các bạn sưởi ấm, cho các bạn làm, để tính khoảng thời gian mà dùi mình trong tuyết từ đi rất là sớm, ngày hôm sau đi rất là sớm để tận dụng được cái khoảng thời gian. Thì 4-5 giờ sáng là phải thức dậy chuẩn bị đi thôi. Và từ sáng đó cho đến khi mà chiều tối luôn, mặt trời lặn xuống luôn, có nghĩa là chúng tôi phải làm việc hơn 12 tiếng một ngày nữa để dùi mình trong tuyết. Thì đó là một cái sự nỗ lực và mình cảm thấy hạnh phúc nữa. Làm việc với những con người rất là quyết liệt, rất là thích tạo ra những cái giá trị và quên mình. Lắng lặng, tay chân và anh kiếp ra là rất là chăm chỉ. Phát chân. Phát chân. Dán máy mấy chuyện vậy? Em quá lạnh rồi. Phải vận động thì nó mới có năng lượng để giữ mọi người, chứ nó không tập. Ok. À, vậy tranh thủ tìm sẵn sức chụp hình mấy cái bộ này ở dưới đây đi. Rồi. Rồi mình chụp 24 người nữa. Trong ngày hôm đó chúng tôi phải chụp hình cho 24 người mẫu, mỗi bạn 2 bộ là 48 bộ, với một cái thời tiết rất là khắc nghiệt và chụp ảnh rất là kỹ. Xác nhận rằng chúng tôi không phải là chụp thời trang theo cái kiểu mà ra chỉ chụp vài tấm tạo dáng là xong, mà chúng tôi đang chụp để triển lãm. Đây là đại diện của những thế hệ người mẫu, The New Generation of Model. Đây là triển lãm sách, đây là triển lãm về ảnh thời trang, đây là những thước phim đã công bố rằng chưa bao giờ có ở Việt Nam. Thì cái áp lực đó làm cho các anh em rất là tập trung. Tôi không hiểu đó là có phải là một cái tinh thần để các anh em có thể có một cái tinh thần chiến đấu mạnh hơn hay không. Tất cả người mẫu có thể đi ra, đi vào, mình chụp xong, mình nghỉ, mình thay bộ khác, mình sửa ấm. Nhưng ekip của Trần Phim, ekip của Kiến Cận, ekip của Xuân Lan Kanami là đối đầu trực tiếp xuống từ sáng cho đến chiều tối. Thì lúc đó ai chung quanh có cái gì cởi áo khoác chùm cho người này, vuốt tay đắp cho người kia, lấy miếng giá giữ nhiệt của mình dán qua cho người nọ và giữ hơi ấm cho nhau và ôm nhau để truyền hơi ấm. Tôi rất là nhớ những cái ôm, những cái nắm tay. Và chúng tôi không có phân biệt được là người nào trong ekip nào đang làm trách nhiệm gì. Chúng tôi rảnh là chúng tôi chạy lại ôm nhau để giữ cái hơi ấm, để truyền năng lượng cho nhau. Và những cái nắm tay của người này kéo nhiều người kia để đi qua những cái bước tuyết lún và cho nhau những cái năng lượng là ăn vội một cái miếng bánh ngọt nào đó để nạp đường lại. Và chúng tôi phải di chuyển chạy lên trên đồi, chạy xuống, chạy lên. Mặc dù là chạy liên tục từ ở dưới chân đồi đi lên trên đỉnh đồi, rồi chạy xuống, rồi chạy lên lại để quay đi quay lại, nhưng nó vẫn không xóa tan được cái lạnh. Và tôi rất ấn tượng với lại hai cái bạn nam trong đoàn là Trấn Long và Lâm Thanh Nhã. Khi chúng tôi có muốn một cái ảnh là có những cái thước phim là những người mẫu đứng xếp hàng thành đội hình ở trên cái đỉnh đồi để quay flycam từ trên cao, thì các bạn mặc đồ dạ hội, các bạn phải bỏ áo khoác ra để mặc cái bộ đồ đó thôi. Và các bạn phải men theo cái đường tuyết. Và các bạn biết không, một người mẫu nam 1m86 mà bước chân cái tuyết là lún lên trên đùi luôn. Vậy mà các bạn nắm tay nhau mở đường mon men và các anh em đỡ nhau lên trên được cái đỉnh đồi.
thì đó, mặc dù là quay vào hình chỉ được có vài giây thôi. Khi mà bạn nhìn từ xa thì nó rất là gần á, nhưng mà bạn cứ bước từng bước thì nó lại lún, và mọi người phải giở chân lên và tự nắm lấy tay của người đồng đội của mình và kéo nhau mắc xích từ từ để đến được cái vị trí mà anh đạo diễn mong muốn. Các bạn rất là chuyên nghiệp, vì camera đến, anh đạo diễn hô action thì ngay lập tức các bạn pose dáng và mấy bạn thể hiện cái thần thái của mình. Nhưng mà trong tâm trí của mọi người đó, vẫn đang rất là lạnh và đang rất hoang mang và rất lo sợ là không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra ở phía dưới chân của mình đó. Nhưng mà khi hoàn thành xong, anh đạo diễn hô cut, tất cả mọi người di chuyển xuống và xem lại cái playback. Nó là một cái cảm giác là amazing, something like that. Yeah, rất đẹp. Khi chúng tôi tới một cái khu công viên đó, thật sự nó bao la, nó rộng lớn lắm, phải đi xe. Nhưng mà cái khó khăn nhất là tôi có đến 20 mấy người mẫu, 20 ekip. Và cái đầu tiên tôi phải tìm được một cái catwalk. Và tìm được một catwalk, thật sự tôi và Vương Trần Phim đi rất nhiều, hai anh em đi chụp hình, gửi qua gửi lại và còn không dự ý. Tại vì có nhiều chỗ thì bị cây tre, có nhiều chỗ thì đường tuyết nó bị hơi dơ, hay là chung quanh nó không có tạo ra được một catwalk. Và may mắn thì chúng tôi đã tìm được một nơi nó rất là cao. Và khi tới cái địa điểm này thì tôi càng lo hơn nữa. Khi mà chúng tôi chọn được một cái đẹp nhất thì cái phần logistics thì nó lại rất là cực khổ. Càng cao, oxy càng thấp, không có nơi để sưởi ấm các cháu và các người mẫu và các cả luôn cái ekip. Là chúng ta là những người Việt Nam, chúng ta đang ở không khí lúc nào cũng nóng, là qua bên bển tất cả mọi người phải cực khổ với cái khí hậu đó. Trong lúc thời gian mặt trời sụp, chúng tôi chỉ còn có khung thời gian có 5-10 phút mà. Và chúng tôi cần một cái catwalk đi. Và 24 người mẫu từ bé 6 tuổi đứng đầu tiên run. Những bé sao đứng kế bên cũng run, giáo đang chịu đựng. Nó rất là trơn, gió nó rất là to, mặt trời chiếu thẳng mắt rất là chói, không mở được mắt ra nhưng mà vẫn cố gắng để hoàn thành tốt nhất cái phần trình diễn. Cái lúc mà con được bước chân lên sàn catwalk tuyết, đường lúc đó rất là dốc. Cái khó nhất là phải đi, phải cố gắng giữ được thăng bằng, mà cũng phải giữ thần thái. Con lo sợ là mình bị té, nhưng mà con đã cố gắng, con đi và con đã hoàn thành được thử thách. Khi bé đầu tiên đi, bé Nguyễn Bảo Trân, từ một cô bé lạnh lẽo, nước mắt rơi. 3, 2, 1, quất! Bùm! Biến thành một siêu mẫu, một công chúa Snow White trên một con đường băng. Thần thái của em, cách đi của em, mình đứng ở sau lưng mà đồng nhớ là nó làm cho Lâm chảy nước mắt luôn á. Wow! Con rất là tự hào, con là bộ đội nhỏ nhất chiếc đi lượt này. Qua chuyến đi này, mình cũng học tập được rất nhiều những cái tinh thần, những cái sự quyết liệt của các bạn nhỏ nữa. Mình nghĩ rằng là các con sẽ là nhõng nhẽo hay là vì sao? Vì dù sao các bạn cũng thế hệ người mẫu mới á. Từ 6 tuổi cho đến tuổi teen, khi mà bước vào set chụp hay set quay á, các bạn cực kỳ chuyên nghiệp. Điều đó là cái điều mà mình cảm thấy cần học ở các bạn. Các bạn không than luôn. Ở đây rất là lạnh và nó rất là khó đi. Mấy đứa nhỏ nó đi nó sẽ rất là mỏi chân, mà chân của tụi nó lại rất là ngắn. Đó cho nên là mình thấy là tụi nó rất cố gắng. Mà có những bé nó nói là không sao con chịu được.
Không sao, con sẽ chịu khó được, nó rất là dễ thương luôn á mọi người. Có nhiều bạn vì concept nó quá đẹp á, phải đặt tuyết, chọi tuyết lên người, đặt lên mặt các bạn lạnh, nhưng mà các con vẫn nói có hình chưa chú, hay là có sụt quay chưa chú, thì mấy bạn mới chịu buông ra cái set đó. Cái đó là một trong những cái mình tạo được, những cái mà mình thấy những cái chứng minh các cháu có thể vượt qua khỏi sự khó khăn để đưa mình thành một cái người mẫu quốc tế trong tương lai của Việt Nam. Là cái đó là những cái thứ mà tôi thấy anh em chúng tôi rất là may mắn được có những người mẫu như vậy. Đó là hả? Thế là... Rất là vui. Được quay lại hình đẹp không sao giảm đi nhé. Thế tin với chú Ngọc mình nữa. Luôn thật hai tay nhé. Thì tất cả mọi người, ekip rất là vỡ hòa ngày hôm đó. Từ việc thực hiện, thấy team quay phim của Trần Phim chạy đua với thời gian, team mình thì chạy đua với từng người mẫu, từng set quay. Tại vì mình phải mang đến giá trị nó hoàn toàn đồng đều cho tất cả những sự nỗ lực. Nên cuối cùng thì mình thấy là đây là một kỷ niệm đáng giá. Và mình phải cảm thấy hạnh phúc khi đồng hành cùng với những người bạn, những người mà đã mang đến The New Generation of Model một cái giá trị khác biệt. Và cuối cùng chúng tôi đã làm được những cái điều tưởng chừng như không làm được. Giờ sau chuyến đi, con cảm thấy rất là hạnh phúc và tự hào. Hạnh phúc vì được đồng hành cùng cô Xuân Lan và ekip chuyên nghiệp. Tự hào vì con đã chiến thắng bản thân, chiến thắng được cái lạnh âm 8 độ. Tôi rất tự hào về ekip và tôi rất là tự hào bởi vì chúng tôi đã tin nhau để nắm tay nhau để có thể cùng vượt qua những cái thử thách khắc nghiệt để chúng tôi có những cái show diễn và có những cái hình ảnh thật sự là ấn tượng. Và tôi rất hy vọng rằng tất cả những cái tình yêu, cái sự nỗ lực, cái sự hy sinh ở trong cái show diễn lần này, các bạn sẽ trải nghiệm qua những cái thước phim, các bạn sẽ trải nghiệm qua những cái tấm ảnh được trình bày ở triển lãm hoặc là sách ảnh sau này. Nhưng mà các bạn sẽ hiểu rằng để có được những cái tấm ảnh này, chúng tôi đã phải hy sinh rất lớn, chúng tôi đã phải đầu tư rất lớn và chúng tôi đã phải vượt qua rất là nhiều những trở ngại. Mọi người có thể là đứng ở ngoài trời nhường mũ cho người khác, nhường găng tay cho người khác, nhường chụp lỗ tai cho người khác, nhường khăn cho người khác, chỉ mặc một cái áo phong phanh và làm việc dưới trời âm 8 độ từ sáng cho đến chiều tối. Khi mặt trời tắt nắng thì chúng tôi mới kết thúc xong những thước phim cuối cùng và những tấm ảnh cuối cùng. Thì lúc mà lên xe chỉ biết nhìn nhau, mình vượt qua được rồi. Tôi hy vọng rằng The New Generation of Model nó sẽ là một cái chương trình định kỳ để khẳng định giá trị thời trang Việt Nam ở trên cái đấu trường quốc tế. Và chúng tôi vẫn mỗi năm sẽ mang hai chương trình đến những cái địa điểm đến nổi tiếng trên thế giới, và chúng tôi khẳng định được rằng cái signature của những các con người chất lượng yêu thời trang, có cái tâm với nghề, và chúng tôi sẽ càng ngày sẽ càng hoàn thiện hơn để chúng tôi sẽ trở nên một cái dự án, một cái chương trình có kết quả chất lượng và sẽ mang đến một cái giá trị chuyên nghiệp dành cho khán giả hâm mộ về thời trang ở Việt Nam. Hãy đón chờ hành trình kế tiếp của The New Generation of Model sẽ được diễn ra vào mùa hè của năm 2024.